Chúng mày không làm gì, thôi. Cho nên không cần hiểu vì sao mà chết. Đứng lại, không tôi bắn. Tội nghiệp con tôi. Trời ơi, cho nó nín giùm đi. Ô, quen nín đi con. Thương, thương con nè, nín nào. Cứ như chúng ta đã thỏa thuận. Chúng tôi mua được đứa bé nhiễm HIV với giá 6 triệu. Tại sao phải là đứa trẻ bị nhiễm HIV? Bị nhiễm HIV ngoài ý muốn thôi. Chỉ cần đứa trẻ đó bị lây nhiễm từ bố mẹ của nó là được rồi. Để làm gì? Chúng tôi pha ma túy đã làm loãng vào sữa cho đứa bé bú để qua mắt hải quan sân bay. Đứa trẻ nghiện rồi sẽ dễ làm hơn. Dễ thương chưa? Làm thế nào để bơm ma túy vào sữa? Tôi không biết rõ lắm. Mọi thứ có người chuẩn bị. Hình như chưng cất ma túy lên thành dung dịch lỏng, rồi khi vận chuyển trót lọt sẽ chưng cất lại lần nữa để lấy ma túy nguyên. Ông muốn gì? Ông muốn lấy tiền hả? Tiền, tiền á? Hay ông muốn vợ tôi? Tự nhiên đi. Sao mày nói vậy? Mày đã bán con tao. Đồ khốn nạn, trả tôi lại cho tao. Mày im đi. Mày còn gì nữa mày giữ? Đủ rồi. Đứng đi. Yeah.
Tao thiếu chó gì đàn bà mà mó vào cái loại sống dở chết dở như con vợ của mày. Tao đang nghĩ bắn đứa nào trước đây, con vợ hay thằng chồng? Chúng tôi có tội tình gì đâu mà ông định giết chúng tôi. Chúng mày không làm gì cho nên không cần hiểu vì sao mà chết. Lại, không tôi bắn. Sức khỏe đối tượng tốt chứ anh? Không hề gì, chỉ một viên đạn vào phần mềm thôi. Phùng tướng bắn hay đó. Giải nhất bắn súng toàn ngành mà anh. Làm gì với đối tượng được chứ? Tất nhiên, thư giãn đi. Phạm nhân trong này. Không ngủ được thì đừng cố ngủ. Tôi chẳng có gì để nói. Tôi không nghĩ vậy. Cái án giết người cũng đủ tử hình. Ai cũng phải chết. Đúng. Nhưng chết như anh thì thật là uổng. Tôi không hiểu ý anh. Anh chết cho kẻ khác được sống, cái nghĩa cử ấy có vẻ không hợp thời. Nhất là với anh. Anh định hy sinh cho lý tưởng gì vậy? Tôi biết anh đang muốn che giấu cho một kẻ khác, một kẻ đứng sau lưng anh trong vụ này. Hắn là gì của anh? Cha anh hay là anh trai anh? Đáng tiếc hắn chẳng là gì của anh cả. Tôi không hiểu. Anh không hiểu cũng phải thôi, vì anh cũng đang không hiểu mình chết cho cái gì và cho ai mà. Anh đừng có khích bác tôi, trò đó xưa lắm rồi. Tôi biết. Tôi không quên anh là một giang hồ thứ thiệt. 15 tuổi anh đã thành dân giang hồ rồi mà. Anh từ bỏ gia đình và người thân để phục vụ cho điều đó, đúng không? Suy nghĩ kỹ hơn đi. Anh không thoát tội được, nhưng sẽ là có ích khi anh giúp chúng tôi làm sạch cuộc sống ngoài đời kia hơn. Tôi muốn nghỉ ngơi. Được thôi. Nhưng tôi báo cho anh biết, ngày mai khi lấy cung anh sẽ không có thời gian nghỉ nữa đâu. Anh nên hợp tác với chúng tôi. Hoàng Dung cũng đã hợp tác rồi. Chỉ cần cô ta làm chứng, anh cũng đủ bị kết tội. Nhưng chúng tôi muốn cho anh một cơ hội. Tôi chẳng có gì để nói. Tôi đã nói rồi, không ai chỉ đạo cho tôi hết. Tôi làm, tôi chịu. Thằng khốn này hơn một tiếng rồi mà nó chỉ nói một câu. Nó không muốn sống nữa. Bình tĩnh đi, anh Trực có cách mà. Cách gì? Để tôi đập cho nó một trận. Anh Tuấn. Làm gì nóng dữ vậy? Chứ như vậy mà không nóng sao được? Thì từ trước tới giờ đều hỏi cung như vậy có gì khác đâu. Thì bây giờ phải làm cho nó khác, bắt nó khai ra. Anh đừng để khi chúng tôi tìm ra hết rồi anh mới khai. Anh muốn tôi khai điều gì? Ai đứng đằng sau chỉ đạo vụ này? Tôi không biết. Hoàng Dung đã khai. Anh có sự chỉ đạo. Thì sao? Anh đừng ngoan cố. Anh giết một mạng người. Anh mua trẻ em. Anh buôn ma túy. Có thể anh giang hồ từ năm 15 tuổi, nhưng tôi nghĩ
anh không đủ can đảm làm những việc đó một mình. Nếu như không có người chỉ đạo, anh tin vào điều gì mà phán đoán vậy? Tôi tin vào gia đình anh. Họ rất thương yêu anh. Yêu thương? Đừng có nhắc tới họ. Yêu thương mà bỏ tôi ngoài xã hội bằng từ đó năm sau. Đó là con đường anh tự chọn. Vì sao tôi chọn con đường đó anh có biết không? Vì nghèo đúng không? Anh nghĩ nghèo cũng là một cái tội, và anh muốn thoát ra. Và bây giờ vì tiền, anh muốn bào che cho kẻ khác để hắn tiếp tục lợi dụng những kẻ hám tiền như anh. Anh được cái gì? Chết là hết. Anh cũng chẳng mang được món tiền phi pháp của anh theo đâu. Anh đừng đi từ sai lầm này tới sai lầm khác. Hợp tác với chúng tôi, anh chỉ có lợi. Anh có thể cho tôi xin một điếu thuốc? Ừ. Cho tôi một thời gian để suy nghĩ. Khai chưa? Tôi đã bảo để tôi đập cho nó một trận mà cô cứ nói Nguyễn Trực có cách. Hắn sẽ khai. Sao anh biết? Tôi biết chứ. Hắn sẽ khai. Thank you.
Alo, tôi nghe. Được, tôi sẽ đến ngay. Anh tới rồi à? Anh yêu cầu được gặp tôi. Tôi muốn khai. Sao lại vào lúc này? Tôi sợ. Anh sợ gì? Sợ chúng sẽ thủ tiêu tôi. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ anh và sẽ không ai hại anh tới khi phiên tòa mở ra. Và chúng tôi sẽ hoàn tất vụ án này. Ai chỉ đạo anh? Ai? Tôi đã lầm khi vội vàng tới đây. Hắn là Lê Nguyên Anh. Chào chị. Dạ. Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi muốn gặp ông Lê Nguyên Anh. Dạ. Ông Lê Nguyên Anh và bà Khánh Băng đã trả phòng cách đây mấy ngày rồi? Người phục vụ kìa. Chào anh. Anh có biết người đàn ông này thường tới đây không? Dạ có, lúc trước ông ta có đi cùng một cô gái đẹp lắm. Vậy anh có biết là anh ta có sạn nào không? Dạ không. Cảm ơn. Không có chi. Theo hồ sơ, Khánh Băng là vợ chưa cưới của Lê Nguyên Anh. Đặt ra hai giả thiết. Nếu Khánh Băng không biết gì về những việc làm của Lê Nguyên Anh, thì hắn phải tới nhà người yêu để làm an lòng cô ta trước khi chạy trốn. Giả thiết thứ hai, nếu Khánh Băng là người trong cuộc với Lê Nguyên Anh, thì hắn càng phải tới đó để thông báo cho người yêu và tìm cách cùng thoát. Ừ, hay lắm. Vậy chúng ta còn chơi gì nữa? Chào chị. Chị là Khánh Băng. Chúng tôi là cảnh sát điều tra phòng tội phạm về ma túy. Đây là giấy triệu tập. Rất mong sự hợp tác của chị. Đi ngay bây giờ à? Đúng, chị vào thay đồ, chúng tôi đợi. Mời chị ngồi. Ok. Tôi muốn biết tại sao tôi được mời tới đây. Chúng tôi muốn hỏi chị về Lê Nguyên Anh. Anh ta là người yêu của chị phải không? Chị có biết gì về những việc làm phạm pháp của anh ta không? Có thể chị là người vô can,
hãy thành thật khai báo tất cả những gì chị biết về Lê Nguyên Anh. Em hoàn toàn không biết gì cả. Em không ngờ sự việc lại như thế này. Chị gặp Lê Nguyên Anh như thế nào? Em quen anh ấy qua một người bạn. Xin lỗi anh có gì vậy? Tôi muốn gặp cô Khánh Băng. Cô có thể giúp không? Cô ấy đứng đằng kia. Đây là nhân viên của chúng tôi. Cần gì xin bà cứ liên hệ. Cảm ơn. Chào anh. Em là Khánh Băng. Dạ phải. Anh có phải là Lê Nguyên Anh không ạ? Phải. Dạ mời anh ngồi. Quảng cáo lâu rồi, không ngờ em đẹp gì. Có quà cho em nè. Cảm ơn anh đã mang quà giùm em. Bạn em cũng nói bữa nay anh qua, em chờ từ sáng đến giờ. Đâu cảm ơn không được. Anh bỏ em đi được không? Thank you.
nên mới ngưng lại. Em có ngờ đâu. Phát lệnh truy nã Lê Nguyên Anh. Rõ. Các đồng chí kiểm tra thật kỹ, thu thập tất cả các dấu hiệu nghi can. Mời các anh chị ngồi. Dạ. Như các anh chị được biết, chúng tôi được lệnh kiểm tra toàn bộ công ty này. Đề nghị các anh chị giao hồ sơ cho chúng tôi kiểm tra. Có biết người này không? Không. Cảm ơn. Bán liên xăm. Thank you.
Mỹ Thành kiểm tra lại xem báo chí đưa tin lệnh truy nã Lê Nguyên Anh chưa. Rồi anh à, tất cả các báo chuyên ngành đều đưa tin sáng nay. Tôi vẫn thấy nghi ngờ Khánh Băng. Tại sao cô ta hoàn toàn không biết gì về Lê Nguyên Anh? Tôi nghĩ cô ta không nói thật. Nhưng không có lý do để tạm giam cô ta. Ai nói tạm giam chứ? Theo dõi cũng được mà. À, đúng rồi. Như lần trước Mỹ Thanh phân tích, Lê Nguyên Anh tìm tới nhà Khánh Băng. Lần này cũng vậy. Nếu Lê Nguyên Anh chưa trốn sang nước ngoài thì chắc chắn hắn sẽ liên lạc với Khánh Băng. Liệu Khánh Băng có yêu Lê Nguyên Anh thật không? Khi hắn đã xa cơ, Khánh Băng có giúp đỡ Lê Nguyên Anh không? Phụ nữ, chúa thay lòng đỏ dạ mà. Nè, tùy người nha. Chết chưa? Cái miệng tí lia à? Nhiệm vụ trước tiên, chúng ta theo dõi Khánh Băng. Bây giờ cô ta là đầu mối duy nhất để tìm ra Lê Nguyên Anh. Tôi xin nhận nhiệm vụ theo dõi. Lòng yêu nghề thúc đẩy hay là vì cô gái quá đẹp này? Vì cả hai phục vụ cho một á. Cà phê không? Chắc thôi, mệt quá. Alo, ai đó? Trung thủy quá ha, mấy năm rồi vẫn xài số này sao? Thằng Quỷ ngồi đây. Trời ơi, Khoa hả? Ừ. Thằng Quỷ, bây giờ khi nào? Mới về. Bây giờ sao? Thôi chiều nha. Không gặp không về. Nói phải giữ lời đó. Ok. Nhớ nha. Rồi, mình sẽ tới ngay. Bye bye. Ok. Sao? Thế nào? Quán vẫn như xưa, nhưng tranh thì lạ quá. Chỉ có bức này là quen thuộc. Thì 5 năm rồi còn gì, tranh cũng như người, phải thay đổi chứ. Bức này thành trực thích, tôi không bán, mà cũng không muốn bán. Ờ, tôi giữ mày bộ tranh thiếu nữ thờ Phục Hưng mà anh vẫn treo ngày xưa. Bây giờ người ta thích tranh trừu tượng, cứ khó hiểu, cứ mê mê tỉnh tỉnh lại quá hay. Làm thử phát đi, bà số 8 chánh hiệu. Chào. Sao? Gặp người trẻ là quên người già rồi hả? Ngồi đi. Thôi. Thằng Quỷ ngồi vẫn như xưa. Cậu cũng vậy. Khoa nó đang nhớ các thiếu nữ thờ Phục Hưng của mình ngày xưa. Nói vậy thôi chứ bộ sưu tập này cũng quách lắm đó. Tất dạ, nhiên thiên hạ bây giờ cũng rành tranh lắm rồi. Hèn gì anh đang nên làm ra, chứ 5 năm trước vất vả thật.
Nhanh thật, mới đây đã 5 năm rồi. 5 năm gì vậy? Anh Hùng. Chào. Khỏe không? Ngồi đi luôn. Được rồi. Để anh giới thiệu, đây là Khoa, bạn đồng niên của mình. Còn đây là Hùng, một chiến hữu, nô lệ của hội họa. Mình ra kia nói chuyện đi. Chuyện gì? Đi đâu đó? Đang hỏi mua một bức tranh của tớ. Sắp phát tài rồi nha. Hẹn gặp lại. Hai người này gặp nhau suốt ngày cứ tranh với tranh không à. Anh, lẹ lên đó nha. Lẹ lên anh hai ơi. Ăn gì mà lâu vậy? Trễ giờ em rồi. Con đi. Nhanh lên. Làm gì mà dữ vậy? Lâu quá. Dạ, cảm ơn chị. Chào em. Dạ. 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 Chào. Chào anh. Dạ dạ, tạm biệt. Có chuyện gì mà anh vui quá vậy? Nhìn anh vui lắm sao? Ê chà, hai người làm gì mà tinh tứ vậy? Anh Trực đến đón Mỹ Thanh đúng giờ chứ? Chờ anh Trực đưa đi làm, chắc anh già mất. Tung báo cáo kết quả đi chứ. Gần đây có gì mới không? Mấy ngày đầu không có gì hết. Sáng Khánh Băng đi làm lúc 8 giờ. Trưa đi ăn chừng 1 tiếng đồng hồ. Chiều 6 giờ cô ta về nhà và ở nhà luôn. Nhưng hôm qua cô ta ở lại nơi làm việc khá muộn, tới tận 23 giờ mới về nhà. Có gì khả nghi không? Cô ta làm gì ở đó? Không có gì khả nghi xung quanh khách sạn. Theo thông tin cơ sở thì cô ta ở lại nơi làm việc. Còn gì nữa không? Còn. Còn công đoạn thứ 3 thì tôi không theo dõi được. Hình sự gì mà kém quá. Lỡ công đoạn đó mới có chuyện thì sao? Là tôi theo dõi không trực tiếp thôi chứ gián tiếp thì vẫn có. Nè, theo dõi được gì kể cho anh em nghe chung luôn với. À, chúng ta nghỉ giải lao một chút các đồng chí. Nhớ không được hút thuốc trong phòng nha. Đó. Rõ. Ê, các bạn thấy hôm nay đội trưởng có gì lạ không? Chắc là có em nào khác rồi. Chỉ có tình yêu mới làm người ta như vậy thôi. Ok. Đến câu lạc bộ giật dây đường Nguyễn Anh được không? Chiều khi nào xong gặp cũng được. Ok. Thank you.
đi đâu vậy? Anh có cái hẹn. Có chuyện gì không Thanh? Em tính hỏi anh thêm về hồ sơ của Lê Nguyên Anh. Vậy mai gặp ở cơ quan nha. Bây giờ anh đang vội. Cũng được. Vậy nha. Mỹ Thanh, em muốn đi chung với anh không? Anh đi nha. Mình thích cảm giác này. Cảm giác tao là vua. Nhớ hồi còn nhỏ, hai đứa mình phải trốn chui trốn nhủi mới mò được vào đây không. Bây giờ chuyện nhỏ, đồng tiền có thể sẽ khiến được cả ma quỷ. Sau khi làm ăn thất bại, còn làm gì mà không có tin tức gì hết vậy? Làm ăn này đây mày đó, không tiện liên lạc. Thôi, không dắt nữa. Chán chết. Bây giờ thì ổn rồi. Con nhìn mình xem. Cũng được chứ. Đi được này. Cậu về ở đây bao lâu vậy? Mình đang tính ở lại làm ăn, cũng chưa biết thế nào. Còn chuyện tình yêu của cậu ra sao rồi? Cậu vừa phải thôi. Tính hỏi cùng hả? Cậu chưa nói gì chuyện của cậu đó. Mình thì có gì mà kể. Mình vẫn vậy thôi. Ăn cơm nhà nước mà. Công việc thì khỏi, còn chuyện tình yêu mình vẫn chưa nghĩ tới. Thôi, chuyện đó tính sau đi. Bây giờ kiểm tra sức khỏe cậu trước cái đã. Ok. Dạ. Chỉ có tình yêu mới làm người ta như vậy thôi. Không lẽ anh ấy có người con gái khác sao? Ok. Tới dỗ ba con đó, coi sắp xếp công việc
rủ mấy anh chị em về ăn cơm. Má không nhé, mấy anh chị cũng về. Mà tới lúc đó má đừng có la nhức đầu nghe. Cho tụi bay quậy tới luôn. Rồi sau đó tổng vệ sinh, sửa sang lại sân vườn cho má nha. Má biết tính quá ha. Một công hai việc, phải không má? Ai biểu tụi bay hù dọa má thì má hù dọa lại chứ làm sao. Lại đi công chuyện ha anh hai. Cẩn thận nha con. Có gì đâu má, con đi một vòng con về. Nói má đi ngủ sớm nha. Dạ. Đừng chờ anh. Má dạo này yếu lắm. Em biết rồi. Em chờ cửa anh hai nha. Ừ. Nếu thức học bài thì đợi. Dạ. Má ơi con đi nha. Ừ. À con đi sai không? Em vẫn còn. Hết em sẽ nói. Ừ. Anh hai đi cẩn thận nha. Chăm sóc Khánh Bằng hả? Dạ. Sao vậy? Thay đổi kế hoạch hả? Không. Có tin gì mới chưa? Cũng có. Em định khi nào có chứng cứ thật chắc chắn em mới báo cho anh biết. Chứng cứ gì vậy? Hình như cô ta có bạn trai mới. Nhưng chưa chắc chắn, em phải xác minh lại đã. Tình nhân mới à? Anh sao vậy? À không, không có gì. Nhớ chăm sóc kỹ nha. Có tin gì mới báo sớm cho mình biết. Anh yên tâm. Gì vậy anh Tuấn? Anh muốn tìm hồ sơ của một người, nhưng chỉ có hình, em giúp anh được không? Được, nhưng không khả quan lắm. Để em thử. Ừ, mất bao lâu? Anh ra kia ngồi đọc sách. Tìm được em gọi. Có chưa?
Lần nào gặp anh em cũng vất vả. Cảm ơn em nhiều. Đền ơn em nè. Được rồi, nhưng phải nhanh lên, hết giờ rồi. Ừ. Không thể như vậy được. Tại sao không? Độc Chí Trực, người đàn ông này là ai? Phùng Tuấn, người đàn ông này là ai? Quỳnh Đăng Khoa, Việt Kiều Úc, sinh năm 1973, trong một gia đình có cha mẹ làm bác sĩ. Năm 1990 sang Úc định cư, mới trở về Việt Nam hơn một tháng nay. Người đàn ông này là bạn thân của tôi. Phùng Tuấn, cậu tiếp tục đi. Khoa và Khánh Băng có mối quan hệ tình cảm với nhau như các đồng chí thấy trên màn hình. Còn về việc họ quen nhau bao lâu và như thế nào, tôi hoàn toàn chưa xác minh được. Chỉ có một điều, hồ sơ của Hồ Đăng Khoa rất sạch sẽ. Đồng chí đã tìm tài liệu về Quỳnh Đăng Khoa rồi sao? Cho là hồ sơ của Khoa sạch sẽ, nhưng Khánh Bang có liên quan tới Lê Nguyên Anh, rồi bây giờ lại liên quan tới Quỳnh Đăng Khoa. Vậy thì rốt cuộc Khoa và Lê Nguyên Anh có liên can gì với nhau? Không thể nào. Tại sao không? Nếu Khoa và Lê Nguyên Anh quan hệ với nhau thì chắc chắn Khánh Băng không quen một lúc hai người. Khánh Băng không ngu ngốc đến nỗi đi một lúc hai người đàn ông có liên quan đến nhau. Anh Trực à, em rất đồng ý ý kiến của anh, nhưng ý kiến của Mỹ Thanh cũng rất có lý. Mặc dù hồ sơ của Quỳnh Đăng Khoa rất là trong sạch, nhưng chúng ta cũng cần phải lưu tâm đến hắn. Nhưng chỉ tiếc một điều, anh là bạn thân của hắn. Thôi, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta bây giờ là Lê Nguyên Anh. Nếu bắt được hắn, chúng ta sẽ giải tỏa rất nhiều thắc mắc hiện tại.
Nhưng bên cạnh đó, chúng ta vẫn phải theo sát Khánh Băng đúng như kế hoạch. Nếu Khoa và Khánh Băng có những mối quan hệ mật thiết hơn mức chúng ta biết, thì chỉ cần chăm sóc Khánh Băng thì chúng ta sẽ lần ra được Khoa. Các đồng chí thấy sao? Tôi đồng ý. Còn đồng chí Trực, ý kiến của đồng chí thế nào? Chúng ta cần phải lưu tâm đến cả Quỳnh Đăng Khoa. Nhưng anh là bạn thân của anh. Không thể nào. Chuyện hồi chiều. Em anh hiểu tính em mà. Không có gì đâu em. Cảm ơn anh. Vậy anh với Khoa là... Anh với Khoa cùng quê. Hai thằng gần nhà nhau. Học cùng một trường luôn. Hai đứa chơi với nhau hết lớp 10. Khoa cùng gia đình sang nước ngoài. Suốt 5 năm đầu, Khoa còn liên lạc về cho anh. Rồi đột nhiên mất tin tức. Vừa rồi gặp lại mới biết Khoa gặp khó khăn trong công việc. Ủa, vậy cuộc điện thoại bữa trước là của... của Khoa đó. Nó rủ anh đi đám bóng á. Khoa nó lạ lắm. Nó hay nghĩ ra những trò không giống ai. Từ nhỏ nó đã vậy rồi mà. Hai người như con nít vậy đó. Anh nghĩ gì vậy? Không có gì. Em về đi, anh nghỉ đi. Sao về sớm vậy? Trễ lắm rồi. Em về nha. Ngủ ngon nhé.
Khoa. Rượu chứ? Không, tối nay còn làm nữa. Làm gì nữa? Hãy nghĩ với em nào. Đừng xin ta đâu mình. Sao không đủ đi luôn? Cho nghĩa dàng luôn. Đi một mình tự do hơn. Không sao mà khác lúc bất. Phải giỏi thôi, nếu không làm sao chế ngự được trái tim của em. Em cứ quyết tối nay không chịu về. Không về nếu không được yên. Thank you.
sao, thấy thế nào? Bức tranh rất ấn tượng. Giá như nét vẽ không quá cầu kỳ thì sẽ tốt hơn. Sao cậu lại cho rằng quá cầu kỳ? Cậu thấy những làn nước không? Nó đã che đi những nét đẹp nhất của người thiếu nữ. Chính vì vậy mà mất đi cái tự nhiên của tranh. Nhìn có vẻ nó quá sắp đặt. Rất ấn tượng. Chắc chắn mình sẽ tổ chức một buổi triển lãm như thế này. Để thỏa mãn niềm đam mê hả? Bí mật. Cho nó đi cái đá nha chị.
cô ấy tặng. Dạ. Dạ, mời đại ca. Chắc em phải về. Em vô thay đồ. Còn sớm mà. Em xuống bơi đi. Đi em được. Đi nhìn đói hả? Các bà thay đổi kế hoạch. Phùng Tuấn, nếu cậu bị truy nã, muốn trốn, cậu sẽ đi đâu? Bất cứ đâu, trừ nơi bị truy đuổi. Tại sao? Chui đầu vào đó à? Ý anh là Lê Nguyên Anh ở ngay trong thành phố này. Đúng, nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Vậy nên tìm hắn ở đâu? Không lẽ hắn đang ở nhà Khánh Băng? Không thể, vì Khánh Băng còn có mối quan hệ khác với Quỳnh Đăng Khoa. Hay hắn về chính nhà hắn? Có thể hắn điên, hoặc hắn không biết sợ. Nơi đó phải là nơi ít người tới và ít phiền phức. Nhà trọ bình dân có lý. Đó là những điểm mà hắn cần để trốn thoát. Thôi được rồi, làm ngay lên kế hoạch. Bây giờ em được chưa? Đói chưa? Đói. Vậy còn chờ gì nữa?
Vậy hả? Bây giờ anh tính sao? Anh cũng không biết nữa. Tôi hình sự hỏi gì em? Thì hỏi chuyện của anh, nhưng em nói không biết gì cả. Giỏi. Anh trốn đi. Anh biết. Nhưng tiền đâu mà trốn? Em chuẩn bị từ hồi nào vậy? Lâu rồi. Lúc nào em cũng mong gặp anh. Em đi với anh nghe. Em đi không tiện cho anh. Lỡ bên hình sự biết thì sao? Anh đi trước đi. Tới nơi an toàn điện thoại cho em. Em sẽ tới sau. Thật chứ? Ừ. Nhanh đi anh, trời sáng rồi. Để tới phiên tôi báo cáo về tình hình của Khánh Băng. Cho tới giờ phút này thì Khánh Băng vẫn chưa tỏ ra thái độ gì bất thường. Hơn nữa, Khánh Băng và Quỳnh Đăng Khoa vẫn đang có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy qua Khánh Băng, chúng ta vẫn chưa khai thác được tin tức gì mới về Lê Nguyên Anh. Thế nào nói đi. Vừa qua chúng ta nhận được một nguồn tin về một cuộc thanh toán nhau bằng súng của băng nhóm xã hội đen ngay trước cửa nhà trọ ở ngoại ô. Tuy chưa tìm ra người hại và bị hại, nhưng theo cá nhân tôi nghĩ bọn tội phạm ít khi ra tay mạnh như thế. Nếu như đối tượng bị ám sát không gây nguy hiểm cho tổ chức của chúng, rà xét trong những vụ án mới gần đây, tôi nghĩ rất có thể Lê Nguyên Anh đang là kẻ bị ám sát. Như vậy có nghĩa là ngoài chúng ta còn có một tổ chức khác cũng đang truy tìm Lê Nguyên Anh. Đúng. Vì thế chúng ta cần phải có một kế hoạch mới. Nếu Lê Nguyên Anh rơi vào tay nhóm xã hội đen trước thì chúng ta sẽ đi vào ngõ cụt. Nhưng nếu giả thiết của đồng chí sai,
cũng có thể sai. Song những ý kiến của đồng chí Phạm Cường, qua kính băng chúng ta không thể lần ra dấu vết của Lê Nguyên Anh. Vậy thì chúng ta coi như bị bế tắc. Anh Trực, chúng ta cần phải hành động, không thể nào chờ được. Tôi đồng ý với ý kiến Thanh Hà. Bây giờ Phùng Tuấn giao nhiệm vụ chăm sóc khánh băng lại cho trinh sát khác. Một nhóm lên biên giới, một nhóm ra dùng gian nắm tình hình. Đội trưởng cho rằng Lê Ngân Anh sẽ tìm được vượt biên. Rất có thể. Chúng ta lên biên giới rồi sẽ rõ. Triển khai luôn chứ. Bắt tay vào kế hoạch mới luôn đi. Vẫn là chiến dịch Z96. Đó. Nhớ thì nhìn bộ cám hả? Gặp nhau hoài mẹ cứ nhớ sao? Nhớ buồn cho thời gian xa anh. Ugh.